changed from the moment I met you, and it would never be the same. It felt like I knew that I always loved you from the moment I heard your name. Say for it thật tuyệt vời, khoảnh khắc ta có nhau trong đời. Điều anh ước muốn bây giờ ngay đây rồi. Dù cho trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để có. Chia tay nhé, mọi khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting and waiting to make. Gian nan sẽ quá mau, anh sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. 'Cause I love you, love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond, just look at us now. I wanna hear you say I do. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người, chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho con đầy đàn. Dọn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho xin tình, mãi xanh tươi suốt cuộc đời, vẫn bên nhau như câu với trầu.
đẹp như mơ. Cặp tình nhà vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho con đầy đàn. Dọn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như câu với trầu. Này khăn đóng tóc, này đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh, mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Này khăn đóng đội tóc, này đôi đẹp như mơ. Chú ruột của cháu Tính được sự ủy quyền của gia đình đại diện cho họ nhà trai, trước hết tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em bạn bè thanh niên nam nữ một sức khỏe mạnh khỏe và hạnh phúc. Và cho tôi gửi lời cảm ơn tới sự đón tiếp nồng hậu của gia đình nhà gái. Trước hết về thành phần gia đình chúng tôi đi hôm nay gồm có tôi là trưởng đoàn, ông bà ông Thước là song sinh ra cháu Tính, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh em, cô dì, chú bác, nội ngoại hai bên. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, trai khôn thì dựng vợ, gái trai lớn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Cháu Tính và cháu Trang, hai cháu trong quá trình quen biết làm bạn với nhau, xong rồi các cháu tìm hiểu đi đến hôn nhân và được sự thưa gửi của hai cháu tới hai bên gia đình và được sự đồng thuận của hai bên gia đình cũng như được sự công nhận của chính quyền địa phương. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai chúng tôi
có xính lễ đến để ra để trình thưa với lại gia tiên. Vậy kính mong các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái đón nhận cho. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, kính thưa cô dì, chú bác, anh chị em, hai bên, họ nhà trai và họ nhà gái. Hôm nay là được ngày lành tháng tốt, giờ tốt, là ngày lễ ăn hỏi của các cháu. Hôm nay nhà trai có tiến lễ ăn hỏi của cháu con gái của ông bà Huyền Hiền. Tôi là bác ruột của cháu Trang. Tôi đại diện trong nhà gái xin chấp nhận lễ ăn hỏi của nhà trai. Rồi cũng xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, nội ngoại, hai bên, nhà trai, nhà gái để dự cái lễ ăn hỏi của các cháu ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết duyên nương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha,
xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Duyên nợ thế nào, phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên say ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mỗi mai đưa đưa. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi ta sang em thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tuyên đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi thiền định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu lắm nó cưới cuối năm thêm người.
đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai cầm đầu ngọ lời làm nên say ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con, muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mỗi mai đưa đưa. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quên lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tính đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi thiền định sẵn rồi. Sau khi ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian anh cười đầu năm nó cưới cuối năm thêm người. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quên lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tính đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi thiền định sẵn rồi. Sau khi ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian anh cười đầu năm nó cưới cuối năm thêm người. Sau khi ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian anh cười đầu năm nó cưới cuối năm thêm người. Người ngoan đứng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng
ơi ngoan đứng hát gì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ ra ngõ ôi mới trông ra ngõ mà chờ cách đêm chơi nhà rằng cách đêm chơi nhà cách đêm chơi nhà rằng cách đêm chơi nhà
hoa rừng xe bé muốn dẫm lần. Sao xuyên tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đêm lùa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nếm mộng nước thật bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên vùng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà trai. Trước là xin gửi lời chào tới tất cả các cô, các ông, các bà, cùng toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ. Bà nói bé đây, một sức khỏe mạnh khỏe và hạnh phúc. Và xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cụ ông, các bà và nhà gái đã nồng nhiệt đón gia đình nhà trai. Xin cảm ơn. Vâng, và tiếp theo là báo cáo với tất cả các cụ là các ông, các bà là gia đình nhà trai chúng tôi đi hôm nay đi là gồm có ở đây thì là tôi là trưởng đoàn, bà Ký là mẹ của cháu Tính. Đấy, và các anh em cô dì chú bác, các cụ qua quá trình là các cháu đã tìm hiểu và đi đến cái đồng nhất xây dựng hạnh phúc trăm năm, được sự đồng thuận của hai bên gia đình và được sự công nhận của chính quyền địa phương. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai chúng tôi có cái lễ xin dâu. Trước là để báo cáo các cụ, sau là trình tổ tiên. Thì vậy kính mong là gia đình nhà gái đón nhận chúc. Xin cảm ơn. Thế là tôi là cũng là bác của cháu. Xin đại diện cho gia đình nhà gái. Xin kính thưa các cụ ông bà, kính thưa quan viên hai họ, nhà trai và nhà gái. Hôm nay là gia đình nhà trai có lễ đón xin dâu. Tôi đại diện cho gia đình xin nhà trai. Và hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, giờ tốt tổ chức cho các cháu đã được vui. Hôm nay là các ông, các bà, tất cả bên bè nội ngoại của hai họ chúng ta để hôm nay đến tài dự cái lễ thành hôn của các cháu, để chúc phúc cho các cháu được cái ngày trăm năm hạnh phúc. Thì hôm nay gia đình bên nhà trai có cái lễ xin dâu, tôi đại diện cho nhà gái. Sao hè có em trong tay đây nè, ha 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 ha.
chúc mừng cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, thưa tập thể quý vị. Vâng, và để mở đầu chương trình hôm nay, sau đây cũng thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị đại diện trưởng đoàn của hai họ sẽ cùng bước sân khấu bằng những lời xin dâu. Vâng, và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai vị trưởng đoàn của hai họ. Trân trọng kính mời hai bác. Vâng, và để mở đầu hôm nay, sau đây xin được trân trọng kính mời một vị đại diện trưởng đoàn của họ nhà trai có đôi lời phát biểu và những lời xin dâu. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, thật đông nhiệt để chào đón những lời phát biểu đến từ vị đại diện trưởng đoàn của họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể anh em bạn bè thanh niên nam nữ, tôi rất vinh dự, tôi là chú ruột của cháu Tính, rất vinh dự hôm nay được làm trưởng đoàn gia đình nhà trai. Thay mặt gia đình nhà trai, tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em bạn bè thanh niên nam nữ mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình nhà gái. Gia đình nhà tôi hôm nay đi thành phần gồm có tôi là trưởng đoàn, bà Ký là mẹ thân sinh ra cháu Tính, cùng các cụ, các ông, các bà, anh em, cô, dì, chú, bác, nội, ngoại. Qua quá trình các cháu tìm hiểu, đi đến đồng nhất, anh về thưa với mẹ cha để chúng ta được làm con một nhà. Các cháu đã về thưa gửi tới hai bên gia đình và được sự đồng thuận của hai bên gia đình, được sự công nhận của chính quyền địa phương. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai chúng tôi có lễ xin dâu, xin cháu về để làm tôi con cho gia đình nhà bà Ký Y Thước và làm tôi con cho dòng tộc họ Dương chúng tôi. Trước hết tôi cũng không, trước lúc dừng lời tôi cũng không biết nói gì hơn. Một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe tất cả hội hôn, hai gia đình, bốn họ mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu vô cùng tuyệt vời đến từ vị trưởng đoàn của họ nhà trai rất là nhiều. Xin kính thưa các cô, ông, các cụ bà, quan viên hai họ, hôm nay là được ngày lành tháng tốt, giờ tốt. Đoàn nhà trai có lễ xin dâu. Tôi là bác của cháu, đại diện cho bên đoàn nhà gái, xin được chấp nhận lễ xin dâu của bên họ nhà trai. Và giờ phút này là cháu Tính cũng là được con rể Thảo của ông bà Hiền Huyền, và cháu Trang là con cháu của chúng tôi. Thì hôm nay gia đình bên nhà trai để đón cháu về làm tôi dâu của ông bà Thước, để làm con dâu và cháu trong dòng tộc của ông bà. Thì trước hết tôi cũng xin cảm ơn các cụ ông, cụ bà và toàn thể thanh niên nam nữ đã tới dự lễ thành hôn phú quý của trăm năm hạnh phúc của cháu. Trước khi ngừng lời, tôi cũng xin chân thành là cảm ơn các cô ông, cụ bà cùng toàn thể khách xa bạn gần, thanh niên nam nữ, anh chị em bên bề về dự lễ thành hôn để chúc phúc cho các cháu. Không biết nói gì, xin rất là chúc các cụ ông, các bà rồi tất cả mọi người có một cái sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống, và chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Tôi xin hết. Vâng, thể hiện tình đoàn kết thâm xa ngày càng gắn chặt, cùng nhau vun đắp cho cô dâu và chú rể bước vào ngưỡng cửa hôn nhân hạnh phúc gia đình được viên mãn. Trân trọng kính mời hai vị. Vâng, xin mời nhà nhiếp ảnh gia sẽ ghi hình ảnh đẹp nhất. Vâng ạ, cảm ơn.
khan câu hát lý thương nhau. Anh ra vườn đào em này sang đồng mía, anh lên rừng của em lại đến nương dâu, anh đi tìm em mơ vương nào. Anh ra vườn dừa dừa xúm xuê trái, đưa tay anh ấy nhưng mãi đợi chờ ai. Anh xuống đông sau em lại nên xuống cạn, anh đi tìm bạn bạn còn đi xa như ông tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Ơi cô gái nghĩa tình, bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái quả, dù bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau, mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau.
vị kính mến, lúc này thay lời muốn nói của đôi bạn trẻ Công Tính Thu Trang, trước giờ hôn lễ bắt đầu, mời quý vị cùng đón nhận tình cảm cao quý, thiêng liêng và chân thành của cặp đôi mà ngày hôm nay họ khởi đầu tình yêu phù thê. Mời quý vị cùng nhận của Công Tính Thu Trang và nhận của MC Quốc Đại nghi lễ cúi chào long trọng và nồng nhiệt. Xin được kính thưa quý vị kính mến, chúng ta ai sinh ra trên thế gian này cũng đều được hưởng quyền lợi, đó là thuở ấu thơ được sự chăm sóc, bế bồng, yêu thương, che chở của cha mẹ, của ông bà nội ngoại đời bên. Tình cảm ấy rất thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng mỗi con người chúng ta. Nhưng thưa quý vị kính mến, tình cảm ấy có cao quý đến đâu thì cũng không thể theo chúng ta suốt cuộc đời, không thể thay thế tình nghĩa phu thê, tình nghĩa vợ chồng. Chàng trai cô gái, họ đến tuổi trưởng thành, họ sẽ tìm một nửa còn lại của nhau để yêu, để hiểu, để tình yêu chín muồi, để họ xe kết tình yêu đôi lứa. Và ngày hôm nay là ngày như vậy, là ngày như thế đối với Công Tính và Thu Trang. Họ đã trưởng thành, họ đã đủ tuổi để kết đôi vợ chồng, họ đã yêu nhau. Cha mẹ thư ký, cha mẹ hiền hậu đã nhất trí cao cho tình yêu tuyệt vời này. Tân Tiến, Nghĩa Hưng là hai chính quyền cũng đã xác nhận cho hai bạn hợp pháp thành nghĩa phu thê. Và lúc này tại nhà trai, tại không gian khán phòng của sự kiện Khánh Âu, để chú rể cô dâu họ chính thức được làm dâu làm rể của cả hai họ, thì hôn lễ sẽ được bắt đầu với phần hiện diện không chỉ của chú rể cô dâu mà của cả hai vị trưởng đoàn, để hai vị phát biểu trao và nhận dâu. Quốc Đại vinh dự thay lời họ trai chuyển lời ông Thước Bà Ký được đón chào đại diện nhà trai Công Tính, đại diện nhà gái Thu Trang, đón mời hai vị sẽ tạm rời vị trí bàn trà phía nhà khách của nhà trai chúng tôi và long trọng di chuyển lên sân khấu để cho hôn lễ chuẩn bị được bắt đầu một cách chú đáo, viên mãn và thiêng liêng nhất. Trân trọng đón mời hai vị trưởng đoàn. Thưa quý vị, tại không gian của họ trai lúc này, xin mời quý vị cùng với chúng tôi hướng về vị đại diện nhà gái đang đứng cạnh cô dâu Thu Trang. Chúng ta nồng nhiệt đón chào trưởng đoàn nhà gái đến từ gia đình ông Hiền bà Hậu, một tràng pháo tay thật hạnh phúc và nồng nhiệt của tất cả chúng ta. Quốc Đại và chú rể Công Tính đang vinh dự đứng cạnh đại diện nhà trai ông Dương Văn Chay. Mời quý vị cùng chúng tôi đón chào đại diện nhà trai, một tràng pháo tay thật thân thương và long trọng. Giờ đẹp, giờ vàng đã đến. Quốc Đại một lần nữa chuyển lời của ông Thước Bà Ký là bố mẹ chú rể, là hai vị chủ hôn, thay lời cho họ trai long trọng và hạnh phúc được công bố lễ thành hôn chú rể Công Tính, cô dâu Thu Trang trong buổi trưa ngày 20 tháng 6 năm Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị, chương trình xin phép được bắt đầu. Quý vị vỗ tay thật lớn cho chúng ta, chúc mừng được không ạ? Nhiều hơn nữa những tràng pháo tay của tất cả mọi người đang dự nơi đây. Ánh nhìn và sự lắng nghe để đón chào đại diện nhà gái, đại diện cho ông Hiền bà Hậu đến từ Tân Tiến có lời phát biểu cảm ơn toàn thể quý vị, cảm ơn sự đón tiếp trọng thể của họ trai. Và sau đó xin phép được trao cô dâu Thu Trang cho đại diện nhà trai để Trang về làm dâu họ trai, làm vợ của Công Tính kể từ ngày hôm nay. Quý vị, chúng tôi muốn lắng nghe một lần nữa tình cảm của chúng ta thể hiện bằng một tràng pháo tay thật lớn đón chào đại diện nhà gái của chương trình lễ thành hôn. Hôm nay là cũng là ngày lành tháng tốt, giờ tốt. Tôi cũng xin giới thiệu với các ông các bà, tôi là bác của cháu Trang, là đại diện cho bên họ nhà gái. Là hôm nay là được ngày lành tháng tốt, giờ tốt, để xin kính thưa các cụ ông, cụ bà, thanh niên nam nữ, quan viên hai họ, cô dì, chú bác, anh chị em hai bên của nhà trai và họ nhà gái, để hôm nay được dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của hai cháu.
Lời đầu tiên, tôi xin chúc sức khỏe đến công có bà, rồi bên họ nhà trai đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn nhà gái chúng tôi. Một lời tôi xin được chân thành cảm ơn và chúc công có bà, toàn thể hai bên hai họ và tất cả mọi người có một cái sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Và ở đây tôi cũng đại diện cho bên nhà gái thì cũng có đôi ba lời để phát biểu. Giờ lành, giờ tốt, ngày lành. Hôm nay để là tổ chức cái lễ phu quy của hai cháu, đứa cháu Trang và cháu Tính. Hai cháu trong quá trình thời gian đã tìm hiểu sự đồng ý và sự nhất trí của hai gia đình cho các cháu được nên kết duyên làm bạn đời với nhau. Đến giờ này, cháu Trang của chúng tôi để về được làm tôi dâu của gia đình bên gia đình ông Thước, bà Ký, là cháu về được làm con dâu của ông bà và làm cháu dâu trong dòng họ của các ông bà cũng như con cháu của trong dòng tộc. Thì các cháu đã kết duyên để làm bạn đời. Giờ này các cháu đã được nên vợ thành chồng. Và cháu Tính cũng giờ này cũng đã được làm con rể của ông bà Hiền Hậu và cháu của chúng tôi trong bên dòng họ của bên ngoại của chúng tôi. Lời đầu tiên tôi cũng xin được là biết nói gì, xin chúc sức khỏe tất cả các cô, các ông, các bà, anh chị em, thanh niên nam nữ về dự lễ phu quy, lễ thành hôn để chúc phúc cho trăm năm hạnh phúc của các cháu. Tôi cũng biết nói gì, xin được chân thành cảm ơn và cũng xin được chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, xin được thay lời cho tất cả hôn trường cưới được cảm ơn ông Sĩ là bác của cô dâu đã có những lời phát biểu trọn vẹn nghĩa tình, trao dâu và nhận rể trước sự lắng nghe của tất cả chúng ta, trước sự lắng nghe và đón chào của họ trai, gia đình ông Thước, bà Ký. Và thưa quý vị kính mến, chỉ còn một thời khắc tốt đẹp nữa ngắn thôi nhưng rất thiêng liêng và không thể thiếu, đó là thời khắc mà đại diện nhà trai ông Dương Văn Trai đáp lời đón nhận món quà của họ gái, đó là cô dâu Thu Trang. Cùng với đó, ông Trai sẽ có lời mời đức mời trầu, lời cảm ơn toàn thể quý vị, lời giới thiệu thành phần người thân của chú rể công Tính cũng dành trọn vẹn thời gian để dự hôn lễ ngày hôm nay để đón tiếp họ gái. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn đón chào ông Dương Văn Trai, đại diện nhà Trai. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể anh chị em, bạn bè, thanh niên nam nữ, tôi là chú ruột của cháu Tính, được sự ủy quyền của gia đình và cũng rất vinh dự tôi được làm đoàn trưởng hôm nay. Thay mặt gia đình nhà Trai, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các cụ, các ông, các bà, gia đình nhà gái đã đưa cháu về nhà chồng để biết được tổ ấm của các cháu. Cũng là thay mặt gia đình, tôi xin chấp nhận cháu dâu, cháu Trang, kể từ giờ phút này cháu sẽ là dâu con của gia đình ông bà ông Thước và dâu con của dòng tộc họ Dương chúng tôi. Đấy. Thay mặt gia đình, tôi xin mời tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ hai bên bốn họ ăn trầu uống nước, dự tổ chức vui chung vui cùng với gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Trước lúc dừng lời, không biết nói gì hơn, một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn. Một lời cảm ơn đến dự tổ chức cho hai cháu. Xin cảm ơn. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà, mùa nhà nồng ngát hương hoa.
lòng. Tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc, bên người chồng yêu mặn mà. Chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp nàng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp nàng. Thưa quý vị, niềm hạnh phúc sốn sang hân hoan vì ngày hôm nay ngày cưới của chúng con Công Tính và Thu Trang, trùng vào kỷ niệm 40 năm mà bố mẹ bên nhau trà thước mẹ ký. Bố mẹ có một hành trình đó để mang con đến với thế gian này, và hành trình ấy của bố mẹ để bố mẹ ngày hôm nay cho phép con được đón Thu Trang về làm vợ của con, làm dâu bố mẹ. Và chúng con sẽ nhìn vào tấm gương ấy để noi theo. Và thưa quý vị, trong ngày vui nhân đôi như ngày hôm nay thì xin phép bố mẹ thước ký, cha mẹ hiền hậu cùng tất cả hôn trường cưới cho chúng con Công Tính và Thu Trang được hôn nhau một cái. Và cùng với đó là quý vị dành những tiếng vỗ tay thật lớn khi họ hôn nhau quý vị nhá. 3, 2, 1, vỗ tay cho nụ hôn của Công Tính và Thu Trang. Vỗ tay thật lớn của tất cả chúng ta. Xin mời, quá tuyệt vời. Và chắc chắn rồi, chiếc nhẫn đầu tiên chàng trai Công Tính trao cho vợ, ngón tay áp út bên bàn tay phải của cô dâu Thu Trang, chiếc nhẫn nhỏ hơn, xin mời. Vỗ tay thật lớn của quý vị, vòng tay thành hơn, tình yêu của hôn lên tay vợ một nụ hôn, để chúng ta tiếp tục dành những tràng vỗ tay thật lớn. Vầng trăng xiêu êm, Trang ơi, trao cho chồng. Qua xuống ngọn núi người lên yên tỏa xuống sân khấu này là tất cả những ánh sáng của tình yêu, để chú rể cô dâu họ được yên lòng bên nhau mãi mãi. Anh yêu cao kể từ đây đầy gió. Mình xúc phạm chim câu thủy chung suốt đời.
mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau tình yêu còn mãi. Niềm tin bên nhau dẫu tát biển đông cũng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Tân lang, tân gia nhân tuyệt vời.